Thưa khán giả, Đảng ủy Công an tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy Sóc Trăng chỉ định Đại tá Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư tỉnh ủy chúc mừng Đại tá Bùi Quốc Khánh trước đó được Bộ trưởng Bộ Công an điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng và đến nay tiếp tục được Ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh và mong muốn với vai trò và trách nhiệm được giao, Đại tá Bùi Quốc Khánh sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng học tập, nghiên cứu, nỗ lực, cầu thị, trách nhiệm với công việc. Xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Thường vụ tỉnh ủy, cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngày 9 tháng 2, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến về giao ban thực hiện Nghị định số 03 ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ. Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 2022, công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm giữa hai lực lượng ngày càng được tiến hành chặt chẽ, đạt hiệu quả. Phối hợp làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động ở khu vực biên giới và tại các địa bàn chiến lược. Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được hai lực lượng chú trọng triển khai thực hiện, coi đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đề nghị các cơ quan chức năng của hai bộ tiếp tục phối hợp cụ thể hóa và tổ chức triển khai toàn diện đồng bộ các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng của Đảng, Nhà nước về quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Trọng tâm là nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, chiến lược quốc phòng Việt Nam. Hai lực lượng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích tuyến đầu trên mặt trận phòng chống thiên tai dịch bệnh, tích cực tham gia thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi và phát triển toàn diện các mặt của đời sống xã hội ở địa phương. Sáng nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng có bà Quỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh. Theo báo cáo năm 2022, toàn quốc xảy ra 11.457 vụ tai nạn, làm chết 6.397 người, bị thương 7.804 người. Tình hình tai nạn giao thông 7 ngày Tết Nguyên đán năm 2023 cơ bản được đảm bảo, số vụ và số người chết do tai nạn giao thông đều giảm so với cùng kỳ. Tại tỉnh Sóc Trăng, trong năm 2022, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh đã xảy ra 218 vụ tai nạn giao thông, làm chết 125 người, bị thương 186 người. Cả 3 tiêu chí trên đều tăng so với năm 2021. Cũng trong năm qua, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý trên 22.500 trường hợp vi phạm, tạm giữ 10.800 phương tiện, tổng số tiền phạt vi phạm trên 39 tỷ đồng. Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cần quan tâm đầu tư nâng cấp một số tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh, đồng thời nêu lên một số giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí trong năm 2023. Chiều ngày 9 tháng 2, bà Quỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng về tình hình dạy và học, giải quyết những vấn đề còn khó khăn của trường. Hiện nay, trường Cao đẳng Cộng đồng có 189 trên 235 chỉ tiêu nhà giáo, viên chức và người lao động làm việc và hợp đồng. Trường đang đào tạo 8 ngành nghề trình độ cao đẳng, 5 ngành nghề trình độ trung cấp và 1 ngành đào tạo giáo viên sư phạm giáo dục mầm non trình độ cao đẳng. Nhà trường đang quản lý đào tạo 102 lớp với 3.293 học sinh sinh viên. Trường cũng nêu những khó khăn về tổ chức bộ máy nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác tuyển sinh đào tạo. Qua ý kiến các sở ngành, bà Quỳnh Thị Diễm Ngọc đã cho ý kiến chỉ đạo giải quyết cụ thể từng vấn đề và đề nghị trường hoàn thiện báo cáo, trong đó ghi rõ những kiến nghị đề xuất. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở ngành thực hiện và đề nghị giải ngân hết nguồn vốn được giao từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chiều ngày 9 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ đối với Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng. Đến dự có bà Quỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, công bố và trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng bổ nhiệm ông Võ Quốc Trứ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng. Phát biểu tại buổi lễ, bà Quỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá trong năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Sở Y tế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm, cho thấy sự nỗ lực của cán bộ nhân viên y tế và lãnh đạo đơn vị.
Với cương vị mới, bà mong muốn ông Võ Quốc Trứ tiếp tục nỗ lực đoàn kết cùng ban giám đốc và tập thể đơn vị, phát huy những kết quả đã đạt được và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ông Võ Quốc Trứ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cảm ơn tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tin tưởng giao trách nhiệm, đồng thời quyết tâm phát huy tối đa những thành quả đã đạt được, đoàn kết nỗ lực cùng đơn vị hoàn thành nhiệm vụ của ngành, góp phần bảo vệ chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe nhân dân tỉnh nhà.